À, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái vấn đề mà cái con dế nó ăn những cái loại thức ăn gì. Khi mà các bạn nuôi bất kỳ cái con gì á thì cái nguồn thức ăn và cái nguồn nước á thì nó cũng cực kỳ là quan trọng rồi. Mà riêng đối với cái con dế này á thì các bạn chỉ cần cho nó ăn thôi. Không cần phải xịt nước hay là cho nó uống, tại vì trong cái những cái loại rau này nó đã đủ cái hàm lượng nước cho cái con dế rồi. Thì trong tự nhiên á thì thức ăn của con dế là chủ yếu là các loại cỏ và rễ cây, như là cỏ chỉ nè, cỏ gà, rau chay. Thì trong trang trại thì thức ăn của con dế nó đa dạng hơn. Thì ở đây thì tôi sẽ phân thành 3 loại. Cái loại thứ nhất á đó là tận dụng những cái loại rau vườn. Tôi cố tình tôi để rất là nhiều cái loại rau đây cho các bạn xem. Đây là lá chuối nè, lá đục bình, đây là lá mì, lá bùi ngót, lá cách, và đây là rau chay. Thì tùy khu vực các bạn có những cái loại rau nào thì các bạn tận dụng những cái loại rau đó để mình nuôi cái con dế thôi. Còn cái loại thứ hai á, đó là các loại phế phẩm giá rẻ, ví dụ như bã bia, bã đậu hay là hèm rượu. Còn cái loại thứ ba đó là các loại cám, cám gà con, cám cút, cám gạo hay là cám tự chế. Đây thì các bạn hãy thấy đây là cám gà con nè. Các bạn lưu ý là các bạn nên xay nhuyễn ra để cho cái con dế nó không có tha những cái cám này. Và nó ăn không hết á, thì nó sẽ tồn đọng phía dưới đáy chuồng. Mà những cái viên cám á, nó sẽ bị hút ẩm và sau đó thì nó sẽ dễ bị mốc. Mà mốc á, thì cái con dế nó ăn vào thì nó sẽ chết. Thì một số con nó chết, mà những cái con khác á là nó sẽ ăn thịt những cái con chết này. Do cái đường ruột của nó yếu á, thì nó cũng chết theo. Và dần dần thì cái chuồng dế của mình á, nó rất là hôi và nó sẽ chết hết. Đây cũng là một cái câu trả lời cho một số bạn mà có hỏi tôi là nuôi dế mà nó chưa có kịp đẻ là cái con dế của mình nó đã chết hết rồi. Thì các bạn nên lưu ý về cái vấn đề này. Các bạn nên phối trộn một số loại thức ăn để đủ cái hàm lượng nước cần thiết cho cái con dế này. Ví dụ như là rau và cám gà con. Tốt nhất á là các bạn nào mà mới nuôi á thì mình nên sử dụng cái cám gà con này xay nhuyễn nè. Với lại là lá phơi mì. Đó là tốt nhất. Còn không thì các bạn bắt ra một số con và mình test thử từng cái loại thức ăn nào. Khi mà các bạn đã nhân giống thành công rồi á thì các bạn có rất là nhiều cái ổ trứng dế để mình thử nghiệm. Ban đầu thì mình tốt nhất mình nên cám gà con xay nhuyễn và lá phơi mì thôi. Cái con dế mà nó thiếu nước á thì nó sẽ bị cò cọc, nó lâu lớn, còn nó dư nước thì nó bị tiêu chảy. Cái quan trọng của cái quá trình các bạn nuôi cái con dế này á là các bạn phải tính toán như thế nào để các bạn ra một cái kg dế là bao nhiêu tiền. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái loại chi phí. Ở đây thì các bạn hãy lấy là chi phí về thức ăn nè.
chi phí về công lao động. Các bạn nuôi khoảng là mười mấy chuồng trở lại thì các bạn có thể là làm được một mình, nhưng mà khi mà các bạn nuôi với cái quy mô lớn thì các bạn phải thuê nhân công, thì thuê nhân công thì tốn tiền, thì các bạn phải tính cái chi phí vào. Còn nhiều cái chi phí phát sinh nhiều, ví dụ như cái vị trứng nè, hoặc là những cái khay ăn khay uống gì đó, rồi chuồng trại các bạn khấu hao nó ra nữa, nó rất là nhiều loại chi phí. Thì các bạn tính tổng lại và mình chia cho cái số dế mà các bạn thu được thì nó sẽ ra được cái chi phí thôi. Đương nhiên là nó sẽ có cái cách mà mình giảm từng loại cái chi phí. Tôi nói ví dụ cái chi phí làm chuồng thôi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy tôi là làm bằng chuồng bằng tre nè, thì nó sẽ giảm được cái vật liệu. Rồi cái chi phí về phần thức ăn thì mình tận dụng rau dường nè, những cái loại phế phẩm giá rẻ. Rồi ví dụ như chi phí về công lao động, công chăm sóc á, thì bạn cho con dế nó ăn những cái loại thức ăn nào mà để khoảng là 2 ngày trở lên á, thì mình sẽ giảm được cái công chăm sóc thôi. Thì cái lá mì này để được 2 ngày nè, với lại cám gà con này khô thì các bạn để được 2 ngày, nhưng mà ướt thì mình để khoảng là nửa ngày mình lấy ra nha các bạn. Thức ăn mà nó dư mà nó tồn đọng ở phía dưới thì nó sẽ bị hư, và cái con dế nó ăn nó rất là nguy hiểm. Thì cái video của tôi thì chủ yếu là cũng chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm như vậy thôi. Đó, thì hy vọng thì nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Rồi xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.